Hello anh em nha, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là Thần Bim Đúc. Đây, hôm nay sẽ là một vòng khám phá showroom của anh Khanh Super, anh Phan Công Khanh em, idol. Đấy, thì bên ngoài hiện tại thì có một em Lamborghini Huracan LB610-4, có nghĩa là vận động 4 bánh. Và đây là một em F8 Tributo. Đấy, chưa biển luôn em à. Đấy, bây giờ mình sẽ dẫn anh em khám phá một vòng nha. Hôm nay thôi, sơ sơ một vòng trước, rồi đánh giá chi tiết mình sẽ làm clip sau. Đây một em Lexus, em này hybrid, vừa điện vừa xăng luôn. Bây giờ nhiều em nhịp vậy lắm anh em à, rất hot. Còn đây là một em Mulsanne, Bentley Mulsanne. Em này là First Edition, rất là đẹp luôn. Đấy, và anh em thấy chưa, siêu xe Lamborghini McLaren, ở dưới có Ferrari nữa. Ferrari. Đây em đầu tiên của idol. Đấy. Lamborghini Aventador FVJ. Em này nghe nói độ 900 mã lực anh em à. Bô và động cơ. Ok, đây là sẽ một clip mình đánh giá trực tiếp luôn. Đó, một clip trực tiếp và quan sát nha anh em. Một video bị một lần quay duy nhất. Đây là một em McLaren 570 độ gói Vortiner V của Vortiner đó anh em. Em này hiện tại là chiếm vị trí là độc nhất Việt Nam rồi. Vì em thứ hai thì đã biến mất. Đây một em McLaren 720S Spider Bo Grip, nổ rất uy lực luôn. Ok, Spider hay McLaren. Đây là một em Mercedes G63 Rabus, nhưng mà đã độ gói G800 Rabus, nhập nguyên con nha anh em. Đấy, bộ mâm 24 inch siêu khủng khiếp. Anh em thấy nội thất không? Đã độ luôn, từ máy nội thất cho tới động cơ, ngoại thất, đấy, đều độ ra bớt hết. Theo là một em SF90 Chardel, 1000 mã lực. Một em Huracan Evo, đầu tiên Việt Nam. Em này là dẫn động 4 bánh nha. Ok, đó một vòng showroom anh em. Sơ sơ thôi. Và đây là nội bên trong nội thất Lamborghini Aventador FVJ. Đấy, của idol. À, idol của mình. Đây là việc chung với idol. Đấy, no star nha anh em. Đó, cảm ơn anh em nha. Anh em nhớ đón xem nha, rất nhiều cái hot. Và hành trình ngày mai sẽ chính thức bắt đầu nha anh em. Việc rally đó, gồm team của rất là nhiều anh tập hợp đó, sẽ là có khoảng 20 mấy, gần 30 xe, chưa tính hậu cần nha anh em. Đó nên là rất là đông.
anh em nhớ đón chờ xem clip vào ngày mai. Đó, ngày mai mình sẽ, ngày mốt chứ, tại vì tối mai mình mới bắt đầu đi thì ngày mốt mình mới up clip được. Ok nha anh em. Còn đây là một em Lamborghini. Ok, sẽ có rất nhiều Lamborghini Ferrari hay là McLaren. Đó, thì anh em nhớ đón xem kênh của mình cũng như like, subscribe, ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, thì mình sẽ đề cập vào những video tiếp theo. Thì có rất nhiều nội dung mình muốn làm sắp tới, nhưng mà mình sẽ từ từ anh em à. Mình sẽ tìm hiểu từng chiếc xe, mình sẽ đánh giá chi tiết. Đó, độ êm ái hay là ghế nè, thấy chưa? Ghế, nội thất hay là cảm giác lái. Mình em cũng tập lái được mấy em này rồi, nên là anh em cứ yên tâm nha. Đấy, như Lambo nè, Chada nè anh em, Sport nè, Corsa nè. Cái âm thanh rất là khác biệt luôn. Anh em thấy không? Nè, hiện cái logo nè. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh mình nha. Kênh mình sắp tới sẽ rất là hot đấy. Anh em nhớ subscribe và ủng hộ mình bằng cách nhấn vào like và comment bên dưới. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Yeah.